Vốn con giáp được thần tài hỗ trợ phát tài chỉ là chuyện sớm muộn trong 7 ngày sắp tới. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo quan niệm phong thủy mỗi người đều mang cho mình một số mệnh khác nhau. Có người giàu sang phú quý vào thời điểm này nhưng lại xui xẻo, đen đủi vào thời điểm khác. Không ai có thể biết được may mắn đến với mình vào lúc nào. Tuy nhiên, vốn dĩ may mắn lại được cấu thành từ cơ hội. Quan trọng là khi gặp được điều đó, có biết nắm bắt những cơ hội vàng để tận dụng và phát huy được một cách triệt để nhất. Các bậc tử vi có chỉ rõ rằng thời điểm 7 ngày sắp tới được xem là khoảng thời gian đại cát, đại lợi, bứt phá tài lộc, tiền bạc hanh thông đối với bốn con giáp này. Thời điểm này bốn con giáp làm ăn gì cũng thuận lợi, vạn sự như ý, giàu có hơn người. Tất cả đều nhờ được tử vi phúc tinh cao chiếu, thần phận giúp đỡ và hỗ trợ. Vậy đây là cơ may của những tuổi nào trong 7 ngày sắp tới? Và liệu rằng mình có nằm trong những con giáp may mắn này hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi, tìm hiểu chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi còn được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi, phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Sửu. Người tuổi Sửu rất thật thà, chân thành, tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, họ có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, sợ dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn, cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, tuổi Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Vì vậy, khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Tử vi tháng 5 dương lịch cho thấy mệnh chủ tuổi Sửu là con giáp phát tài trong thời gian 7 ngày sắp tới, bởi bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, tăng thêm thu nhập. Đặc biệt, thời gian đầu là thời điểm mệnh chủ tuổi Sửu nên tập trung tiến hành việc cầu tài, bởi khi ấy các khí vượng nhờ có thiên tài hỗ trợ, đường tài lộc hành thông hơn rất nhiều. Nếu biết nắm bắt thời cơ, mệnh chủ tuổi Sửu dễ dàng phát tài, phát lộc, thu về một khoản tiền thậm chí lớn hơn cả kỳ vọng. Ngoài ra, một số mệnh chủ còn phát tài dựa vào vận may của mình thông qua các hoạt động trúng thưởng, trúng số. Tuy nhiên, các mệnh chủ cần có cách sử dụng số tiền này hợp lý. Nếu chỉ tiêu xài hoang phí thì tiền sẽ không ở trong túi tiền của bản mệnh quá lâu. Vào những ngày cuối cùng, việc kiếm tiền không còn thuận lợi như trước đó. Tuy nhiên, nếu vẫn không ngừng quyết tâm và cố gắng, thì mệnh chủ vẫn duy trì được mức thưởng, mức lợi nhuận vốn có của mình. Đặc biệt, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Sửu hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bản mệnh đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó xua đuổi vận hạn, hung tinh trong thời gian này, đồng thời hóa giải thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ xung quanh bản mệnh. Vòng còn giúp bản mệnh tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Hơn thế nữa, đó là vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Sửu. Thứ hai là tuổi Mão. Tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí,
nhanh nhẹn, có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Họ rất tốt bụng, nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ cũng là người có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc và cuộc sống. Ngoài ra, rất nhiều người yêu quý tuổi Mão bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Tuổi Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Tử vi 7 ngày sắp tới cho thấy, tài vận của mệnh chủ tuổi Mão phải đợi tới thời điểm cuối mới có nhiều khởi sắc đáng kể. Thiên tài và chính tài giúp mệnh chủ gặp được nhiều cơ hội làm ăn vào thời điểm này, giúp vận trình phân lên nhanh chóng. Khi cơ hội xuất hiện trước mắt, bản mệnh không nên chần chừ, do dự quá mà cần phải nắm bắt. Ắt hẳn mệnh chủ sẽ đạt được thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ. Có thể thấy rằng 7 ngày này là khoảng thời gian rất may mắn đối với mệnh chủ tuổi Mão, bởi mọi thứ đều ở mức độ hài hòa, không có điều gì quá lo ngại. Công việc thời điểm này diễn ra khá trôi chảy, hầu như không gặp phải trở lực nào lớn. Thậm chí là vì con giáp vượng quý nhân, nhất là tháng 5 dương lịch, lại có cấp trên chỉ bảo, cộng thêm năng lực của bản thân vững, mệnh chủ tuổi Mão sẽ nhanh chóng tháo gỡ, tìm ra hướng đi riêng cho mình, đem về nguồn tài chính dồi dào. Ngoài ra, để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn, có thể phát triển vượt trội trong thời gian này, mệnh chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt, ở pháp khí còn hội tụ bởi tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Hơn thế nữa, đó là vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Mão. Thứ ba là tuổi Thân. Mệnh chủ tuổi Thân là những người không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà họ có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Họ cũng thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Ngoài ra, tuổi Thân là người giỏi trong cách giao tiếp, ứng xử, thuyết phục người khác. Bởi vậy, họ rất thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới. Nơi họ đến phải là những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông vui, nhộn nhịp, chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh, buồn chán. Tử vi năm 2022 có cho thấy, công việc của mệnh chủ tuổi Thân có dấu hiệu khởi sắc vào thời điểm 7 ngày sắp tới khi được chính quan nâng đỡ. Bản mệnh có thể tìm được cơ hội để khẳng định giá trị của bản thân. Nếu làm tốt, bản mệnh sẽ mang lại lợi nhuận cho công ty, cho chính bản thân mình. Việc được cấp trên khen thưởng, khích lệ tinh thần là tất nhiên. Ngoài ra, đối với những mệnh chủ đang làm đầu tư, kinh doanh, tài chính cũng được khai thông, tốt hơn giai đoạn trước rất nhiều. Bản mệnh có thể tìm ra con đường mới để phát triển mà không phụ thuộc vào bất cứ ai. Thậm chí mệnh chủ tuổi Thân còn là người tiên phong. Chính vì điều đó, bản mệnh sẽ gặp được rất nhiều thời cơ thuận lợi. Nếu bản mệnh chuyên tâm vào đường cầu tài thì sẽ đại phú, đại quý, đếm tiền mỏi tay không hết. Đặc biệt, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ như một tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh, phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Đặc biệt, vật phẩm được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Thân. Thứ tư là tuổi Tuất. Tuổi Tuất là những người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình. Họ coi trọng danh dự và chữ tín. Một khi đã hứa, tuổi Tuất nhất định sẽ thực hiện. Ngoài ra, ngay từ khi còn nhỏ, tuổi Tuất đã có nhiều ước mơ, hoài bão, dự định cho tương lai.
họ sớm trưởng thành và rời xa vòng tay của cha mẹ, tự lập với cuộc sống của chính mình. So với những con giáp khác, những người tuổi Tuất sớm trưởng thành, suy nghĩ già dặn. Xem tử vi có cho thấy, trong 7 ngày sắp tới, mệnh chủ tuổi Tuất sẽ phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều để hoàn thành nhiệm vụ. Tin mừng là sự cống hiến của mệnh chủ đã được ghi nhận một cách xứng đáng. Tử vi cát tinh ở bên cũng giúp cho bản thân nhìn rõ được hướng đi của mình, biết được đâu là thế mạnh của mình để tập trung phát huy mạnh mẽ. Những thành công bước đầu mang lại cho bản mệnh sự tự tin, cùng với đó là được nhận sự tin tưởng của lãnh đạo, đồng nghiệp, có thể nhận được một khoản tiền thưởng để khích lệ tinh thần. Tuy nhiên lúc này, bản mệnh vẫn cần giữ tinh thần khiêm tốn, học hỏi, đừng quá mức kiêu ngạo mà vướng phải sai lầm đáng tiếc. Bên cạnh đó, với những mệnh chủ đang làm ăn kinh doanh, trong thời gian này có thể thu về một khoản lời lãi từ những mối đầu tư trước đó. Từ đây, bản mệnh có thể thấy rằng hướng đi mà mình đang chọn là vô cùng chính xác. Bản mệnh có thể tin tưởng, tiếp tục dấn bước trong tương lai. Đặc biệt, để tăng may mắn, cải mệnh, Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi được những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp tuổi Tuất tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Hơn thế nữa, đó là vật phẩm đã được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là những gia chủ tuổi Tuất. Hy vọng với những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin mới nhất nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.